trường tham gia hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ do Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Lời đầu tiên, em xin kính chúc ban giám khảo cùng các thầy cô sức khỏe, hạnh phúc. Chúc hội thi thành công tốt đẹp. Kính thưa toàn thể hội thi, chắc có lẽ trong tâm hồn của mỗi người dân Việt Nam không ai không nhớ câu ca dao Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Bác Hồ, vị lãnh tụ vĩ đại, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người là linh hồn, không, là ngọn cờ chói lọi, người đã dành cả cuộc đời dẫn dắt dân tộc ta đấu tranh giành thắng lợi vẻ vang hôm nay. Người là cha, là bác, là anh, quả tim lớn lọc trong dòng máu nhỏ, nhà thơ tố hữu đã viết về bác, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam. Nay bác đã đi xa, nhưng những lời dạy của bác vẫn còn vang vọng mãi với non sông đất nước ta. Bác đã để lại cho nhân loại một di sản tinh thần vô giá. Di sản tinh thần vô giá ấy chính là tấm gương đạo đức sáng ngời, hướng tới kỷ niệm sinh nhật lần thứ 132 của bác đang đến gần, để thể hiện lòng biết ơn đối với bác và giúp chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn về vị cha già kính yêu của dân tộc. Từ đó biết trân trọng từng phút từng giây được sống, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của người. Em xin mang đến hội thi câu chuyện Chiếc áo ấm, được trích trong quyển tập Những mẩu chuyện về phẩm cách của người Hồ Chí Minh, một huyền thoại kỳ vĩ do nhà xuất bản Lao Động ấn hành. Chuyện kể rằng một đêm mùa đông năm 1951, gió bất tràn về mang theo những hạt mưa lâm thâm, làm cho khí trời càng thêm lạnh giá. Lúc bạn đi có mình lại trong yên giấc, trừ mỗi ngôi nhà sàn nhỏ còn phát xa ánh sáng. Ở đây bác vẫn thức, vẫn làm việc khuya như bao đêm bình thường khác. Bỗng cánh cửa nhà sàn hé mở, bóng bác hiện ra. Bác bước xuống cầu thang, đi thẳng về phía gốc cây chỗ tôi đang đứng gác. Chú làm nhiệm vụ ở đây có phải không? Thưa bác, vâng ạ. Chú không có áo mưa à? Tôi ngập ngừng nhưng mạnh dạn đáp. Dạ thưa bác, cháu không có ạ. Bác nhìn tôi từ đầu đến chân ái ngại. Bác đêm có áo mưa không ướt đỡ lạnh hơn. Sau đó bác từ từ đi vào nhà dáng suy nghĩ. Đem đến cho chúng tôi 12 chiếc áo sạc dài, 9 lợi phẩm. Anh nói, bác bảo phải cố gắng tìm áo mưa cho anh em. Hôm nay có mấy chiếc áo này chúng tôi mang lại cho các đồng chí. Được một chiếc áo như thế này là một điều quý, nhưng đối với chúng tôi còn quý giá và hạnh phúc hơn. Vì bác trực tiếp chăm lo, săn sóc với cả tấm lòng yêu thương của một người cha. Sáng hôm sau, tôi mặc chiếc
chưa nghiền rượu đâu. Hôm nay chú có áo mới thôi. Dạ thưa bác, đây là áo cởi đem đến cho tiểu đội chúng cháu. Mỗi người một chiếc ạ. Nghe tôi đưa lại, bác rất vui. Bác còn ân cần dặn dò thêm. Trở lại, chú cần giữ gìn sức khỏe và cố gắng làm tốt công tác. Dặn dò xong, bác trở lại ngôi nhà sàn để làm việc tiếp. Lòng tôi biết bao xúc động. Bác đã dành áo ấm cho chúng tôi. Trong lúc, bác chỉ mặc một chiếc áo bông mỏng, đã cũ. Đáng lẽ, chúng tôi phải chăm lo cho bác nhiều hơn. Còn bác lại nào nghĩ đến chúng tôi nhiều quá. Từ đấy, chúng tôi luôn trân trọng giữ gìn chiếc áo bác cho. Như giữ lấy hơi ấm của bác, hơi ấm ấy đã truyền thêm cho chúng tôi sức mạnh trong mỗi chặng đường công tác. Kính thưa quý vị đại biểu, không toàn thể mỗi khi câu chuyện đã kể lại tình yêu thương ân cần của bác đối với các chiến sĩ phục vụ quanh mình. Dù vẫn trăm công nghìn việc, nhưng khi thấy những chiến sĩ cảnh vệ gánh gác dưới chân lán bị ướt và lạnh, bác đã nhanh chóng đôn đốc quân nhu, nhanh chóng tìm áo ấm cho các anh. Chỉ một chiếc áo nhưng đã đủ làm ấm cơ thể, làm ấm lòng anh chiến sĩ và hàng triệu triệu con tim người Việt Nam. Bác Hồ, vị cha già kính yêu của dân tộc, vị chủ tịch nước thật giản dị, gần gũi, chân thành, người không chỉ dành tất cả sự quan tâm thương yêu đến các đồng chí phục vụ bên mình, mà còn dành sự yêu thương đến các đồng bào, đồng chí già trẻ, gái trai, miền xuôi cũng như miền ngược, miền Bắc cũng như miền Nam. Câu chuyện muốn nhắc nhở mỗi chúng ta phải biết nhìn lại mình để tu dưỡng bản thân, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống theo phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi chúng ta cần sống có tình thương, có trách nhiệm, sống giản dị, gần gũi, tiết kiệm, biết quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau. Tránh những biểu hiện xấu hổ trong cuộc sống thường ngày. Sự quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp chúng ta có sức mạnh và nghị lực vững vàng hơn, vượt qua mọi khó khăn thử thách đề ra. Là một học sinh, để học tập và làm theo tấm gương đạo đức của người. Trong năm học vừa qua, em cùng các bạn trong liên đội đã thăm các bạn có hoàn cảnh khó khăn, vừa sức của mình như tham gia chương trình áo ấm tặng bạn, thăm các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vừa sức của mình. Năm trước là như nào? Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của người, em xin hứa và làm như để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ kính yêu. Phần thi nghệ thuật của em xin phép khép lại tại đây. Em xin cảm ơn quý vị đại biểu, ban giám khảo, cùng toàn thể hội thi đã lắng nghe. Một lần nữa em xin kính chúc toàn thể hội thi, chúc hội thi thành công tốt đẹp. Khen thưởng ngay, xin xuất sắc cái kia nó khen thêm. Cái kia nó khen thêm mình hoài lắm.